Chầm chầm em thanh thơ, nhịp nhàng khoan thai thắm thiết, nhạc sâu vang câu luyến tiếc. Người ơi, con nhớ Thanh Lan xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Thưa quý vị, có một số khán giả yêu cầu Thanh Lan nhắc về chị Hà Thanh. Dạ vâng, một tiếng hát từ thành phố Huế bay vào Sài Gòn và có ngay một chỗ đứng rất là trang trọng trong vườn hoa âm nhạc của Sài Gòn. Thanh Lan rất mến chị Hà Thanh. Nếu Thanh Lan nhớ không lầm thì trong một cái Thanh Lan show nào đó, Thanh Lan cũng đã nói rằng Thanh Lan rất mến chị Hà Thanh. Chị Hà Thanh tính tình rất là nhu mì, chị nói chuyện từ tốn nhẹ nhàng. Và nhất là mỗi khi mà chị Hà Thanh gặp Thanh Lan thì chị kêu cái tên Thanh Lan nghe nó đầy thương mến, đầy thân thiết, khiến cho trong lòng mình cả ngày hôm đó rất là vui. Và cái thời gian mà chị Hà Thanh đã nổi tiếng rồi thì Thanh Lan cũng mới có tập tễnh bắt đầu đi thâu đài phát thanh thôi. Thì phải nói rằng giọng chị hát toàn là những cái bài, những bài hát mang tính cổ điển Tây Phương. Mặc dù là nhạc Việt Nam, nhưng mà như quý vị cũng biết rằng tân nhạc Việt Nam ngày xưa phôi thai thì ảnh hưởng rất nhiều âm nhạc thế giới, mà nhiều nhất là nhạc Pháp. Do vậy thì có những quãng rất là rộng đó, đa số là viết dành cho giọng nữ soprano, mà soprano thì là hát lên rất cao, lên tới nốt la 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 đó. Thì đó, hồi xưa thì thưa quý vị, khi mà cái này là nói chuyện ngày xưa, hồi xưa mà Thanh Lan mà mới bắt đầu thâu đài phát thanh rồi, mới bắt đầu được mời thâu băng đó, thì gặp nhạc sĩ Y Vân. Nhạc sĩ Y Vân bảo thế cháu hát thử cho chú nghe vài câu đi. Thì hồi đó tụi này đứa nào cũng phải kêu các nhạc sĩ và các trưởng ban nhạc bằng chú ấy, vì là các chú ấy đã thành danh từ ngoài Bắc rồi mới vào Nam. Còn trong khi tụi này thì khi mà bắt đầu di cư vào thì mới có 3-4 tuổi, nên là cứ phải xưng bằng cháu với tất cả mọi chú. Thì khi mà Thanh Lan hát á, thì chú nghe là chú biết ngay giọng ai, cái loại nào. Thì đây là chuyện này Thanh Lan cũng chưa có nói cho ai nghe lần này, thì kể cho quý vị nghe là nhạc sĩ Vân nói rằng giọng của Thanh Lan á, nó ở giữa Thái Thanh và Hà Thanh. Thì không biết ở giữa thì là cái ý gì Thanh Lan không biết, nhưng mà có nghĩa rằng giọng của mình á, nó thuộc vào loại soprano á. Nè, từ đó là lên tới la. Dạ vâng. Còn nhưng mà thường thường á, những cái bài tân nhạc của Việt Nam đó thì mình hát cái giọng alto là vừa đấy, lên tới re thôi. Giọng alto là vừa, nên là Thanh Lan mới tập để cho mình xuống được. Hồi xưa mới hát đó, thì xuống tới la thôi, giống như là trong những cái bản nhạc mà các nhạc sĩ viết đó, thường thường là thấp nhất là nốt la thôi. Nhưng mà Thanh Lan đã tập để xuống cho tới nốt pha để được hát cái giọng alto. Vì âm nhạc Việt Nam thì thưa quý vị, nếu mà hát cao quá đó thì đôi khi nếu mà mình không khéo thì không có tròn vành rõ chữ. Nếu mà mấy bài nào mà mau á, thì rất là khó hát. Nên là mình hát giọng alto thì dễ nghe hơn. Tất cả mọi khán giả đều thích nghe giọng alto.
đó. Thì nói vòng vo một hồi trở lại chị Hà Thanh. Chị Hà Thanh có một cái giọng hát líu lo như chim hót vậy, Thanh Lan rất là thích. Thường thường đó thưa quý vị, chắc là quý vị cũng giống Thanh Lan thôi. Khi mà mình mến một người nào đó thì một phần là mến tài, hai là mến tính tình, đúng không ạ? Đó, thì Thanh Lan vừa thích tài của chị Hà Thanh mà vừa thích tính tình của chị. Bởi vậy khi mà gặp chị thì rất là vui vẻ và có thể kể lể tất cả mọi thứ với chị mà không có e dè hay là giấu giếm gì cả. Cái hồi mà ở Sài Gòn thì hồi xưa đó, thì tất cả các ca sĩ thường hay gặp nhau trong những chương trình Thâu TV tại đài truyền hình số 9. Đó, do vậy thì tất cả mọi người đều biết nhau, đều quen nhau. Nhưng mà nói, nếu mà nói là ngoài đời mà gặp nhau thì không có, khó lắm, ít gặp nhau lắm. Cái lần mà Thanh Lan chính thức là gặp chị Hà Thanh nhiều nhất, mà nói chuyện nhiều nhất đó, mà thậm chí còn ngủ chung phòng nữa, là lần đó khoảng năm 1976, có lẽ là mùa hè, thì Đoàn Kim Cương có một buổi trình diễn ở ngoài Vũng Tàu. Lâu lắm không có được đi Vũng Tàu, nên là nghe Vũng Tàu thì ai cũng thích, ai cũng bằng lòng đi. Thì trong đó thì đi trên cái xe bus của đoàn đó, thì chị Hà Thanh cũng có đem con gái của chị đi, và Thanh Lan cũng có đem con gái của Thanh Lan đi. Do vậy thì hai cháu cũng đã có dịp quen biết nhau. Và một cái điều mà Thanh Lan nhận thấy rất là rõ ràng là con gái của chị Hà Thanh xinh ghê quý vị ơi. Nên là Thanh Lan rất là thích nhìn hai cháu chơi với nhau đó. Mình cũng tự hào là con gái mình xinh đó, nhưng mà lúc đó mình thấy con gái chị Hà Thanh còn muốn xinh hơn con mình, cái làn da thiệt là đẹp luôn. Thì cái lần đó là đi ra tới Vũng Tàu, nhưng mà Thanh Lan thì không có được hát cái buổi nào hết trơn đó. Để từ từ Thanh Lan kể quý vị nghe. Lúc mà ba chị em Thanh Lan, chị Hà Thanh và chị Lệ Thu đi dạo cái bãi trước á, thì đột nhiên gặp một người đàn ông quen với chị Lệ Thu, hóa ra là một người thân của chị ca sĩ Yến Vĩ. Đấy, nếu Thanh Lan không lầm thì chị Lệ Thu có kể như vậy đó. Thì anh ấy nói với chị Lệ Thu, mà sao không có e dè, không có sợ sệt nha, nói rằng ngày mai tụi này đi vượt biên đó, có ai muốn đi theo không thì sẵn sàng cho đi. Thì Thanh Lan nghe, Thanh Lan ham quá. Thú thật là ham. Thanh Lan bảo thế cho Thanh Lan đi được không, có cả cháu nè. Thì anh ấy nói được. Đấy, thì chị Hà Thanh với chị Lệ Thu thì kẹt còn có ông xã nên là không có nhận lời đi. Đã, thì Thanh Lan mới dặn chị Hà Thanh là chị ơi, mai em với cháu đi chị nhé. Đó, thì cũng như khi nãy Thanh Lan có nói là đối với chị Hà Thanh thì Thanh Lan rất là thương yêu, tin tưởng, nên Thanh Lan nói luôn ra, không có giấu giếm gì cả. Đó là cái lần đầu tiên mà hai chị em thân nhau đó, là lần đó. Thì Thanh Lan cứ nhớ mãi cái lần đó, mặc dù là sau đó thì rất là đau đớn, là tại vì Thanh Lan bị bắt lại và bị nhốt ở chỗ đó gọi là ngã tư giếng nước. Thì tối đó đó còn nghe xe lam chạy ngoài đường quảng cáo tối mai Đoàn Kim Cương sẽ trình diễn tại rạp gì đó. Xong mình nghĩ mọi người ở ngoài kia hát với nhau vui vẻ, mình lại tự nhiên lại bị nhốt trong này. Đó, thì đó là một cái câu chuyện xa xưa kể lại một cái giai đoạn mà Thanh Lan đã thân tình với chị Hà Thanh như thế nào. Nhưng mà sau đó thì về trở lại Sài Gòn thì tại sao hai chị em mình lại bật tin nhau không biết là bao nhiêu lâu. Xong rồi mãi đến 18 năm sau Thanh Lan mới qua với tới Cali. Thì là có số phone của chị, thì hai chị em cũng nói chuyện qua phone thôi, chứ cũng không có được gặp nhau nhiều. Rồi đến một ngày, Trung tâm Asia đã mời được chị Hà Thanh đến quay hình. Thanh Lan rất vui gặp lại chị trong những chiếc áo dài màu thật là sáng đẹp,
nếu không lầm thì đó là màu trắng và màu xanh. Chị Hà Thanh vẫn với nụ cười tươi, vẫn tướng đi thủng thẳng, vẫn nói năng từ tốn. Thì hình như là nếu mà mình đã được sinh ra như thế nào thì mình cứ như thế thôi, chứ mình cũng chẳng bao giờ thay đổi. Và Thanh Lan rất là vui thấy rằng chị Hà Thanh cũng không thay đổi. Và lần đó chị hát thì đã được khán giả yêu thương vô bờ bến. Và sau đó thì thấy chị cũng có qua chương trình của Thúy Nga Paris để quay hình. Và lần nào chị lên quay hình cũng là một sự thành công lớn. Tại sao Thanh Lan có những tấm hình của chị Hà Thanh vào ngày hôm nay? Là vì hồi năm ngoái Thanh Lan có dịp đóng một cuốn phim, và trong cuốn phim này là đóng chung với cháu của chị Hà Thanh. Nói về cuốn phim mà Thanh Lan đã quay trong tháng 8 năm 2021 là một sự trở lại với điện ảnh sau một quãng thời gian thật là dài, từ năm 93 cơ quý vị. Đó, thì 93, 3, lâu nhỉ? Dạ vâng, thưa quý vị, thì hình như là cái duyên văn nghệ nó đến với Thanh Lan rất là bất chợt, bất ngờ, không bao giờ đoán trước được. Đó, thì trong cuốn phim đó có một cô cháu, thì phải gọi bằng cháu là tại vì là cháu của chị Hà Thanh, thì cháu gặp mình cháu cũng xưng bằng cháu và kêu bằng cô, thì điều đó cũng đúng thôi. Thì Thanh Lan có nói rằng Tiffany ơi, cô ấy tên là Tiffany Rothman, dạ, vì cô lấy chồng người da trắng. Thì nói Tiffany có thể nào cho Tata một số hình của dì Hà Thanh được không? Tại vì thưa quý vị, Thanh Lan muốn nói về chị Hà Thanh mà tìm trên internet thì không có những cái tấm hình mà mình muốn. Những tấm hình ngày xưa 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 đen trắng này, rồi những tấm hình sau này nè mà phải của gia đình đưa thì dĩ nhiên là nó đẹp hơn. Trong internet nhiều khi nó bị mờ, quý vị xem quý vị lại không thích. Đó, nên Thanh Lan đã chăm chút chọn lựa những tấm hình đẹp của chị Hà Thanh để gửi đến quý vị hôm nay, để tỏ với chị Hà Thanh cái tấm lòng của Thanh Lan đối với chị, mặc dù là mấy mươi năm qua không hề suy xuyển. Tại sao Thanh Lan nói Thanh Lan chị thương chị Hà Thanh? Dạ vâng, thưa quý vị, có những người bạn mà mình chỉ thích kể chuyện vui cho người ta thôi, còn những chuyện buồn thì mình giấu, hoặc là những cái lúc nào mình thành công thì mình nói, còn những cái gì mình khó khăn thì mình giấu. Không, nhưng không, đối với chị Hà Thanh đi vượt biên Thanh Lan cũng kể nhá. Rồi sau đây là cũng là một cái chuyện rất là riêng tư trong gia đình. Vào cái thời gian đó thì thú thật là không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, là vì nó quá buồn. Nhưng Thanh Lan đã gọi điện thoại để báo với chị Hà Thanh. Chị Hà Thanh ơi, ba em mất rồi. Và chị Hà Thanh đã gọi lại. Chị Hà Thanh nói, em ơi, em phải cho chị biết tên của bác để chị cầu nguyện cho bác. Em thương chị Hà Thanh. Thường thì trong gia đình Thanh Lan thương nhau, ít khi nào ôm nhau nói cho nhau biết lắm. Tới khi mà không còn nữa thì mình mới cảm thấy rằng mình mới cảm thấy người đó thật là quý hóa trong đời mình. Chị Hà Thanh ở một cái tiểu bang xa xôi trên miền Bắc, nên là Thanh Lan không có được gặp chị. Nhưng cho đến hôm nay thì em vẫn nhớ tính tình của chị, nhớ giọng hát của chị. Đáng lẽ Thanh Lan không có nên làm cho quý vị buồn, nhưng mà trong cái thời gian này nè, hôm trước thì nói về nước Úc thì cũng kể chuyện đi vượt biên, xong rồi hôm nay nói về chị Hà Thanh lại kể chuyện mình đi vượt biên. Thôi thì
Thanh Lan cũng chia sẻ cùng quý vị, và quý vị cũng thương mến Thanh Lan, ôm Thanh Lan vào lòng nhé. Nói tóm lại là trong cuộc đời mỗi con người Thượng Đế đều cho một cái tài năng nào đó. Ai sinh ra trong cuộc đời này cũng là để làm một cái nhiệm vụ nào đó với cái cách sống của mình, với những gì mình thể hiện được hoặc là thực hiện được trong cái cuộc đời của mình. Riêng Thanh Lan thì mình là nghệ sĩ, mình cũng chỉ mong rằng khi mình không còn nữa thì những gì mình đã làm trong cả cuộc đời mình, quý vị cũng sẽ giữ mãi trong lòng. Cũng như hiện tại, nụ cười và tiếng hát của chị Hà Thanh vẫn nằm mãi trong lòng Thanh Lan. Thanh Lan mong rằng chương trình này đã làm hài lòng số khán giả đã yêu cầu Thanh Lan nói về chị Hà Thanh. Và trong tương lai, dĩ nhiên Thanh Lan sẽ còn nói về nhiều nghệ sĩ nữa, dĩ nhiên là theo yêu cầu của quý vị khán giả. Do vậy thì cũng là một dịp để Thanh Lan nhớ lại những tiếng hát, những tài năng đã từng có một cái giây phút nào đó, có một sự gần gũi với cái đời sống của chính mình, của Thanh Lan, hoặc đã chạm tới quý vị một cách gián tiếp nào đó bằng giọng hát hoặc bằng nét diễn, để chúng mình đều cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn, có ý nghĩa hơn. Thanh Lan xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Nắng lung linh giặt rào, lá đông đưa thơm ngát, thoáng mùi hương ngọc lan. Thoáng mùi hương ngọc lan. Búp hoa trắng trắng, dáng xinh xinh, em áp vào môi nụ hôn mềm. Cành hoa chinh trắng, môi chinh trắng, e ấp sau chiếc hôn đầu tiên. Em hôn vào môi cành hoa yêu, thoang thoáng hương hoa để nhớ nhiều. Nhớ đến lần đầu ta gặp gỡ, ngọc lan thay tiếng nói tình yêu. Anh đã trao em những cánh hoa, tự tay anh hái ở sau nhà. Và từ ngày đó hôn em đã ngây ngất niềm yêu anh và hoa. Nắng lung linh giặt rào, lá đông đưa thơm ngát, thoáng mùi hương ngọc lan. Thoáng mùi hương ngọc lan.
búp hoa trắng trắng dáng xinh xinh, em áp vào môi nụ hôn mềm, cành hoa chinh trắng môi chinh trắng e ấp sau chiếc hôn đầu tiên. Em hôn vào môi cánh hoa yêu, thoang thoáng hương hoa để nhớ nhiều, nhớ đến lần đầu ta gặp gỡ, ngọc lan thay tiếng nói tình yêu. Anh đã trao em những cánh hoa, tự tay anh hái ở sau nhà, và từ ngày đó hôn em đã ngây ngất niềm yêu anh và hoa. Và từ ngày đó hôn em đã